Chào các bạn, hôm nay mình gửi đến bạn đoạn video thứ 16. Đoạn video thứ 16 nói về cái gì? Nói về một số ít những cái tiền bạc và tài chánh chúng ta chuẩn bị khi chúng ta khởi nghiệp. Cái điều này nó vô cùng quan trọng vì rất nhiều người ra khởi nghiệp, họ chưa có một cái góc nhìn về tiền bạc, họ chưa có góc nhìn về tài chánh. Đó là cái này mà nói về bốn điều cơ bản, rất là cơ bản, rất là đơn giản, rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng thôi. Vậy cái điều thứ nhất mình muốn gửi đến các bạn là gì? Thì thực sự là trong khi chúng ta ra khởi nghiệp á, làm gì làm thì chúng ta phải nắm được hai cái chi phí rất là quan trọng. Đó là chi phí về khởi nghiệp và cái thứ hai đó là chi phí về duy trì hoặc là chi phí về vận hành. Các bạn nói góc độ nào cũng được. Tức là phí khởi nghiệp và phí vận hành. Phí khởi nghiệp và phí duy trì. Vậy thì cái phí khởi nghiệp là cái gì? Là cái tiền á, hay được gọi là cái vốn á, để chúng ta bắt đầu. Vậy tiền ở đâu chúng ta bắt đầu? Bắt đầu để làm gì? Thì cái chủ đề hôm nay là nói về tiền mà. Nên là nó liên quan với những đoạn video trước. Các bạn xem những đoạn video trước 15, 14, 13, 12, 11, những đoạn video phía trước mình có sẵn hết. Mình đã nói nó theo một cái chuỗi. Và các bạn thấy hôm nay mình mặc cái áo cam. Áo cam là nó biểu hiện cho tiền á, may mắn về tiền. Mình kể bạn một cái câu chuyện vui là có một cái người bạn của mình, khi mà họ nghe mình chia sẻ rằng là cái màu cam là cái may mắn về tiền, tiền nó sẽ rất là nhanh về. Thì hôm đó bạn về, thế là bạn cho nhân viên may đồng phục màu cam hết. Và bạn kêu ô kỳ lạ, từ lúc mà sang đồng phục màu cam thì tự nhiên tiền bạc nó về công ty nó nhiều hơn, nó thoải mái hơn. Đó là một cái câu chuyện nó rất là thú vị. Và bây giờ mình quay lại, nghĩa là cái tiền vốn bắt đầu á, bắt đầu để chúng ta test sản phẩm, bắt đầu để chúng ta nghiên cứu thị trường, tất cả cái đó là có tiền hết chúng ta mới làm được các bạn. Tiền những cái ngày tháng mà chúng ta đi lại mày tìm hiểu, đi nơi này nơi kia tìm hiểu, mua nguyên liệu về test chấm chấm chấm, tiền mua một số cái trang thiết bị, chi phí để chúng ta mướn mặt bằng lúc ban đầu, chi phí để chúng ta, ví dụ các bạn mở quán cà phê thì cái chi phí để các bạn mua sắm bàn ghế lúc ban đầu để gì để chúng ta mới đủ điều kiện để doanh nghiệp nó đi vào vận hành, để nó bắt đầu nó vận hành chính thức. Thì toàn bộ những cái đó gọi là cái phí khởi nghiệp, nó bắt đầu từ những cái ngày mà bạn có những ý tưởng, và những cái chi phí trang trải cho việc đó gọi là phí khởi nghiệp hết. Ví dụ như là bạn muốn mở quán cà phê thì trước đó bạn đi nghiên cứu cà phê, bạn test cà phê, bạn học những cái khóa liên quan tới cà phê, thì toàn bộ những cái phí đó được tính vào cái phí khởi nghiệp, cái phí để chúng ta bắt đầu các bạn, cái phí để chúng ta chuẩn bị nền tảng chúng ta bắt đầu. Thì cái tiền từ đâu ra? Tiền nó từ đâu ra? Thì thường thường cái tiền này là từ chúng ta tiết kiệm ra. Chúng ta tiết kiệm ra chứ tiền từ đâu? Tiền từ tiết kiệm ra. Tiền chúng ta có sẵn, tiền từ chúng ta tiết kiệm ra. Và có những bạn á, gần như là bỏ 100% vào cái tiền chỗ này. Có bao nhiêu tiết kiệm cái bỏ 100% vào cái phí khởi nghiệp này. Thì cái này nó rất là rủi ro. Một cái lời chia sẻ ở đây là bạn không nên bỏ 100% vào cái phí khởi nghiệp này. Nếu mà bạn có trong túi 50 triệu thì bạn chỉ cần 10 đến 20 triệu bạn bỏ vào cái chỗ phí khởi nghiệp này thôi. Còn nếu mà bạn bỏ hết, lỡ mà khi vào vận hành mà nó không kịp tạo ra doanh thu thì gần như là bạn đứng yên. Và trong những năm tháng qua thì mình thấy có những bạn, tùy những bạn, có cái khoảng thời gian này họ mất hết 3 tháng, có người mất hết 6 tháng, có người mất cả 2 năm họ mới đi vào vận hành được. Bởi vì sao? Bởi vì nó như thế nào tùy cái lĩnh vực kinh doanh và tùy cái năng lực của bạn nữa. Có những bạn yếu quá thì bạn phải từ từ. Còn cái những người thì năng lực họ tốt cái đó rồi thì tự nhiên họ đi vào vận hành nó rất là nhanh. Và có thể là cái tiền bạn làm, có những người thân của mình cho hỗ trợ mình, hoặc là bạn có thể là có những người bạn họ tài trợ cho mình. Có những năm qua mình thấy có những bạn có
bạn nó tài trợ cho mình đi khởi nghiệp, hoặc là có những cái mạnh thường quân họ muốn giúp đỡ mình, họ giúp mình trong thời gian khởi nghiệp thì tùy trong cái mối quan hệ và trong những cái mối liên quan của bạn mà bạn sẽ có được cái nguồn tiền mà bạn khởi nghiệp. Tuy nhiên bạn hiểu ra được cái bản chất của việc khởi nghiệp đó là như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai bạn phải chuẩn bị đó là cái phí, chi phí vận hành, chi phí duy trì, chi phí vận hành. Tức là sau khi bạn bước qua giai đoạn khởi nghiệp, bạn bắt đầu mọi thứ rồi thì bạn bắt tay vào vận hành thật liền, để nó ra sản phẩm, để quảng bá, để marketing, để bán hàng đi. Thì cái giai đoạn này á, là nó thường nó kéo dài bao nhiêu cũng tùy lĩnh vực luôn. Có những vực những ngày đầu á, là nó mang lại doanh thu liền, nó có những cái đồng lãi để chúng ta chi trả lại liền. Nhưng có lĩnh vực thì những cái đầu vào vận hành luôn nó vẫn chưa tạo ra được cái đồng tiền. Có lĩnh vực nó cũng mất 3 tháng đến 6 tháng nó mới tạo ra những cái đồng doanh thu, dòng tiền đầu tiên. Thì cái giai đoạn này bạn phải làm gì? Bạn phải kiểm soát chi phí kinh khủng, bạn phải kiểm soát từng đồng, đặc biệt là cái chi phí mua sắm nguyên liệu, mua sắm trang thiết bị là bạn phải cực kỳ kỹ. Kiểm soát chi phí điện nước, chi phí laptop, thậm chí chi phí thuê mướn nhân viên, chi phí gì, chi phí thiết kế, chi phí bao bì, rất là nhiều thứ. Giai đoạn này phải tiết kiệm từng đồng từng xu một. Khởi nghiệp là phải đi tiết kiệm từng đồng từng xu một. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có tiền là chúng ta chết liền, chúng ta đứng yên liền, chúng ta không thể vận hành liền. Nên là mình gặp rất là nhiều bạn mới ngày đầu ra khởi nghiệp thì họ rất là tâm huyết, họ đi kinh doanh một thời gian 3 tháng 6 tháng gặp lại, họ tâm họ thì còn nhưng mà huyết họ thì hết mất tiêu, nghĩa là họ hết tiền. Và nhiều bạn lắm mà khi mà huyết hết một hồi là tâm nó cũng hết luôn, tức là cái nhiệt huyết nó cũng hết luôn. Ý ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn cái góc nhìn đó, cái góc nhìn nó như vậy để các bạn nắm rõ hơn. Và nó là cái chi phí vận hành đó, chúng ta cần phải có cái bảng chi tiêu hàng ngày và chúng ta cần phải suy nghĩ ra được là cái gì nên và cái gì không nên. Có nhiều bạn cái giai đoạn này thì như thế nào giai đoạn này thì có nhiều bạn là chi tiêu rất là quá tráng, ví dụ là mua sắm cái gì cũng là mới không à. Và nếu mà bạn biết cách là bạn mua sắm những cái đồ cũ và những người đã dùng rồi thì nó lại đỡ hơn, nó giảm chi phí, nó giảm hơn. Rồi cái thứ ba mình muốn gửi đến các bạn là chuẩn bị tiền để khởi nghiệp. Vậy thì chuẩn bị tiền để khởi nghiệp bao nhiêu là cho đủ? Cái ở đây là bao nhiêu là cho đủ các bạn ơi. Vậy thì thực sự thì cái này là tùy theo năng lực của mỗi người, nói bao nhiêu cho đủ. Mới cái chương trình ngày hôm qua có một bạn hỏi mình là em có 200 triệu rồi thì em chuẩn bị khởi nghiệp có đủ để khởi nghiệp chưa? Các bạn, bạn có 200 triệu với một người họ trong tay họ không có đồng nào, thì hai người đó người nào sẽ khởi nghiệp thắng? Cái này chưa chắc chắn được. Có thể người 200 triệu họ sẽ mất hết, họ vẫn không khởi nghiệp được. Nhưng mà người không có đồng nào họ cũng có thể khởi nghiệp được. Tại vì nó phụ thuộc vào cái năng lực của mỗi người. Tuy nhiên nếu ra mà chúng ta có một khoản tiền thì nó vẫn có an tâm hơn. Nhưng mà tiền nhiều quá thì chưa chắc đâu Nhiều lắm, nhiều quá thì bạn có thể làm mất tiền đó. Nếu bạn có sẵn 50 triệu trong túi thì nó là ok. Ví dụ vậy, mình muốn ví dụ vậy. Vậy thì bao nhiêu tiền là nó phụ thuộc vào cái năng lực của mình. Tuy nhiên nếu mà bạn có một khoản tiền thì nó tốt hơn. Để gì? Để 3 tháng nữa mà cái việc mà bạn vận hành nó vẫn chưa ngọt thì bạn có tiền gì? Bạn có tiền để bạn trả mặt bằng, bạn có tiền để bạn mua sắm những cái trang thiết bị vừa phải, bạn có tiền để gì? Để bạn chi cho những cái gọi là những cái nó cần thiết. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và như bản thân mình thì mình ra khởi nghiệp thì mình cũng không có sợ cái khoản tiền đó, mình không cần có cái khoản tiền đó được, bởi vì cái khả năng mình bán hàng giỏi thì cũng có thể là mình khởi nghiệp mình đi bắt đầu từ khả năng bán hàng, mình lấy cái công nợ bên này rồi bắt đầu mình đi bán hàng, rồi mình có tiền về rồi mình lại tiếp tục mình đi như vậy. Thì cái chiến lược khởi nghiệp này thì mình cũng không cần phải có vốn nhiều, thậm chí trong tay mình không có đồng nào mình vẫn làm được. Hoặc là có những bạn có những bạn thì họ tách cái chiến lược khởi nghiệp ra. Cái chiến lược này là mình hãy chia sẻ trong lớp, là họ dành 4 tiếng một ngày để họ đi làm một cái gì đó để họ kiếm khoảng 500 ngàn để họ nuôi sống cái bụng của họ.
Rồi sau đó họ dành 10 tiếng còn lại để họ lo những cái việc khởi nghiệp, là những cái việc mà chuẩn bị nghiên cứu test sản phẩm. Họ tức là ý ở đây là họ tách ra hai chiến lược, một chiến lược là kiếm tiền để nuôi cái bụng và một chiến lược là chuẩn bị những cái để ra khởi nghiệp. Nhiều người họ dễ bị rớt là bởi vì họ nhặt hai chiến lược đó lại thành một, nghĩa là họ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp là cái việc đó sẽ làm ra tiền để nuôi được cái bụng của họ, thì một thời gian mà cái việc khởi nghiệp nó chưa kịp ra tiền để nuôi lại cái bụng thì họ hết tiền, cái đâm ra họ ngưng cuộc chơi, họ phải xin đi làm công lại. Nên là chúng ta cần phải chuẩn bị tiền hoặc là chuẩn bị một cái kế hoạch để chúng ta khởi nghiệp. Và tùy theo cái năng lực của mỗi người, như hồi nãy giờ mình nói, nếu người nào mà yếu năng lực bán hàng quá, chúng ta chưa có khả năng xây sở tốt, thì phần lớn là các bạn phải có tiền sẵn, hoặc là các bạn giảm cái thời gian đi kiếm tiền sống lại, tăng cái thời gian khởi nghiệp lên, kéo một thời gian thì cái việc khởi nghiệp nó phát triển lên thì bạn thoát ra. Hoặc là thứ ba là bạn có thể là như thế nào, giống như cái cách của mình là luyện về giỏi bán hàng, và chính cái việc bán hàng đó nó giúp cho cái công việc kinh doanh chúng ta nó phát triển luôn. Cái thứ tư là cái gì cái thứ tư ở đây mình muốn gửi đến các bạn là các bạn như thế nào, các bạn phải biết cách gì tìm cái cách gì tăng nhanh cái nguồn thu từ khách hàng và kéo dài cái tiền chi ra. Nói như vậy thì các bạn chưa hình dung ý ở đây là làm sao để gì để cho khách hàng đưa tiền cho mình nhiều hơn, và làm sao để mình trả nợ nhà cung cấp kéo dài ra hơn. Cụ thể nó là như thế nào? Cái thứ nhất mình nói là làm sao để khách hàng tăng đưa tiền cho mình nhiều hơn. Thì ví dụ như bạn mở ra một cái quán bánh canh, bạn mở ra một cái quán cà phê, và bạn quan tâm đến những cái khách hàng họ hay thường xuyên ăn bánh canh, ăn sáng ở nơi chúng ta, ăn trưa ở nơi của chúng ta, thì bình thường bạn bán một tô bánh canh là 40.000, và nếu họ họ ăn được 10 tô thì 400.000, và họ ăn 10 tô là 800.000, đồng ý không ạ? Vậy thì bây giờ bạn có một cái offer với họ là họ trả trước cho chúng ta 20 tô luôn, rồi họ sẽ từ từ họ ăn xong, thì chúng ta chỉ giảm cho họ, họ chỉ đưa chúng ta 600.000 thôi, 600.000 thôi, tức là họ lãi được 200.000. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì để chúng ta có một cái khoản tiền trước để chúng ta đi lo cái việc đo trước. Và các bạn thấy bạn có được 10 khách hàng như vậy là bạn có như thế nào, 6 triệu rồi. Bạn có 100 khách hàng như vậy là tự nhiên bạn có 60 triệu rồi. Và tự nhiên bạn có tiền để bạn sắm sửa, bạn lo những cái việc khác trước. Bạn có nắm được ý mình không ạ? Hoặc là bạn có một quán cà phê và gần một cái văn phòng nào đó, và các bạn thấy nhân viên văn phòng hàng ngày nó hay ra đó nó uống cà phê, và mỗi một ly cà phê bạn bán 30.000 đi, và một tháng nó làm việc là thường thường là tính vị trí là cái bạn đó bạn tiêu khoảng 900.000 cho 30 cái ly cà phê của bạn, thì bạn có thể offer với bạn đó là trả trước, cứ đầu tháng trả trước thì chỉ trả có 700.000 thôi, bạn đó sẽ uống được 30 ly cà phê. Các bạn có nắm ý của mình không ạ? Đó là một cái chiến lược. Ý ở đây nó dĩ nhiên nó có nhiều cách nữa, nhưng mà ý ở đây là mình nói là tìm mà cách để cho khách hàng họ đưa tiền cho mình nhiều hơn. Đó, cái cách thứ hai là các bạn làm việc với nhà cung cấp làm sao chúng ta kéo dài cái trả của chúng ta ra. Bình thường ví dụ bạn mua bún, bạn mua rau, hoặc là bạn mua cà phê, đúng không? Bạn mua cà phê, bạn phải trả liền. Thì bây giờ bạn có chiến lược, bạn đàm phán với nhà cung cấp là bạn ký hợp đồng nguyên năm và bạn sẽ mua bấy nhiêu đó. Ví dụ bạn tính một ngày bạn bán 10 kg cà phê, một tháng đồng nghĩa với là gì, 300 kg cà phê nguyên năm, nó đồng nghĩa khoảng là 3 tấn cà phê, ví dụ như vậy. Bạn ký nguyên năm luôn, và ở đây là bạn cứ lấy đều, nhưng mà thanh toán thì bạn thanh toán theo quý. Bạn hình dung ý của mình chưa, cứ theo quý bạn thanh toán một lần, theo quý bạn thanh toán một lần. Bạn nắm được ý của mình chưa? Nó phụ thuộc vào cái khả năng đàm phán và cái cách chiến lược làm việc của bạn thôi. Cái thứ ba là bạn có thể làm việc với ngân hàng. Bạn làm việc với ngân hàng nghĩa là cái tài khoản của bạn bạn mở tại ngân hàng đó luôn, và dĩ nhiên có giấy phép kinh doanh đó đàng hoàng. Và tài khoản thanh toán khách hàng là họ thanh toán vào cái ngân hàng hàng đó mọi thứ, và bạn tới bạn làm việc với ngân hàng để ngân hàng cấp cho bạn một cái hạn mức tín dụng. Bạn nào chưa hiểu thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái khoản này, hoặc là tới ngân hàng hỏi. Thì ngân hàng luôn luôn cấp cho chúng ta một cái hạn mức tín dụng tùy cái uy tín của bạn, thì lúc cần bạn sẽ lấy cái tiền đó ra để bạn chi phí cho cái giai đoạn mà chúng ta kinh doanh, chúng ta khởi nghiệp này. Các bạn tới đây tuyệt vời đúng không?
Thứ tư là các bạn có thể là bạn có mối quan hệ với gia đình của mình tốt, với những người bạn tuyệt vời, với những cái mạnh thường quân hoặc là những cái quỹ, để khi doanh nghiệp của chúng ta nó vào vận hành một thời gian rồi mà nó có hiệu quả, thì những người đó họ sẽ tài trợ cho chúng ta, họ sẽ cho chúng ta mượn để chúng ta như thế nào vậy, để chúng ta có đồng tiền để chúng ta mở rộng cái việc kinh doanh của chúng ta ra. Vậy là vừa rồi mình nói cái video thứ 16 này mình nói nhanh đến các bạn, những cái cách nó liên quan tới cái chi phí khởi nghiệp, chi phí vận hành và cái cách để chúng ta vận hành cái dòng tiền trong những ngày đầu chúng ta ra khởi nghiệp, đó là như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi đoạn video thứ 16 này. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình để mình tiếp tục chia sẻ đoạn video thứ 17, 18. Tất cả nó đều liên quan với cái việc kinh doanh và khởi nghiệp hết. Cảm ơn các bạn.